Sau phiên thứ sáu thị trường tăng rất mạnh thì cuối tuần liên tiếp ra những cái tin tức xấu làm cho nhà đầu tư cực kỳ lo lắng. Do đó là hôm nay mình sẽ cùng anh chị em phân tích xem là những cái tin tức này liệu rằng nó có ảnh hưởng như thế nào tới thị trường chứng khoán của chúng ta. Đầu tiên là một cái tin tức mà liên quan đến nội tại của Việt Nam, liên quan một chút đến vĩ mô, chính là Ngân hàng Nhà nước thì dự thảo là đưa ra dự thảo đó nhé, chưa chính thức, là các cái tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt ấy, sẽ được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tức là gì? Tức là khi mà ngân hàng họ nhận cái tiền gửi của người dân, đúng không? Thì họ phải để tối thiểu một cái số tiền mặt nhất định ở trong ngân hàng là để mà đảm bảo rằng là có thể phòng ngừa những cái rủi ro. Khi mà có những cái biến cố xảy ra thì cái tỷ lệ đấy người ta gọi là tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Với tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 12 tháng thì cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 3%, còn trên 12 tháng thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 1%. Thì như vậy khi mà cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc này đối với các cái ngân hàng mà nhận chuyển giao, các cái ngân hàng yếu kém ấy, là giảm 50%, thì vô tình là ở ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn, tức là nó có thể gần tương đương với một cái động thái gọi là bơm tiền, tức là làm cho cái thanh khoản trên cái hệ thống ngân hàng nó bớt căng thẳng, đúng không? Thì nó làm cho cái lãi suất của chúng ta nó bớt căng thẳng. Đó, thì dự kiến là bốn cái ngân hàng sẽ được nhận chuyển giao các cái ngân hàng yếu kém, là bốn ngân hàng được nhận ấy là MB Bank này, Vietcombank, PPBank và HDBank. Cái này cũng là dự kiến, đúng không? Và cái giảm 50% này cũng là dự thảo. Tuy nhiên là như mọi người biết rằng là thông thường chúng ta sẽ là bắt đầu là dự thảo này, đúng không? Sau đó là thường là chính thức. Đó. Đấy cũng là cái nguyên nhân làm cho cái cổ phiếu ngân hàng trong cái phiên cuối tuần tăng rất là mạnh, thì cái đó thì nó đã phản ánh vào giá rồi. Và không nhất thiết là cứ phải cái ngân hàng được nhận dự trữ bắt buộc nó tăng mà làm sao ạ? Tôi tin những cái ngân hàng mà không được nhận thì nó lại tăng nhiều hơn. Đó. CTG này, Techcombank này, đó, hai ngân hàng tăng mạnh nhất, còn tăng mạnh hơn cả MB Bank. Tăng mạnh hơn cả HD Bank. Đó thì cái này nó cũng đã phản ánh một phần vào vào giá rồi. Đó, tuy nhiên là dù sao thì nó cũng là một cái thông tin tích cực. Thì theo như là tiến sĩ Quách Mạnh Hào, đúng không? Thì có phân tích rằng là cái lượng tiền mà có thể là sao liên quan đến giảm dự trữ bắt buộc mà có thể bơm ra thị trường nó rơi vào độ 100 đến 200 ngàn tỷ. Đó. Đó, thì đấy là cái tin tức thứ nhất mà theo mình là nó cũng là cái yếu tố mà dẫn tới cái sự tăng mạnh mẽ của nhóm ngân hàng trong cái phiên cuối tuần. Cái tin tiếp theo là chứng khoán Mỹ thì vừa rồi bị gãy chen sau khi mà có cái thống kê về mặt lạm phát và gia tăng, và Fed có thể lùi cái thời gian hạ lãi suất đến tầm tháng 9 năm nay. Đó. Thế thì chúng ta thử phân tích một chút về chứng khoán Mỹ xem là liệu rằng thị trường Mỹ nó có rơi mạnh hay không, nó có rơi quá mạnh hay không, có gãy được không, xem nó có thể ảnh hưởng thị trường Việt Nam không. Thì mọi người sẽ có thể thấy rằng là chứng khoán Mỹ, đúng không? Thì nó đã rơi gãy cái vùng hỗ trợ này rồi, tuy nhiên là nó đã chạm đến cái vùng hỗ trợ tiếp theo là cái vùng tắc nghẽn này, đúng không? Cái vùng tắc nghẽn này thì mọi người có thể thấy rằng là cái vùng tắc nghẽn này nó chính là cái vùng tái tích lũy lại sau khi mà break khỏi cái đỉnh của 2022 đó. Và khi mà cái phiên đầu tiên ấy, liên quan đến thông tin lạm phát và gia tăng ấy, thì cái phiên này, phiên đầu tiên này, sau đó có rút chân này, rút chân được cầu và rút chân, phiên thứ hai cũng rút chân này đó, phiên thứ ba bán rất mạnh nhưng có một cái rút chân cuối phiên như này, còn bán rất mạnh nhưng có một cái rút chân cuối phiên như này. Sau đó là mọi người, chúng ta nếu mà mọi người theo biết đây, mọi người có thể kỳ vọng là cái này nó gần như một cái selling climax sau một cái nhịp giảm mạnh như này, và có thể tức là nếu mà trong gọi là sao xét trong một cái nhịp ngắn này thì nó là một cái nhịp mà selling climax ngắn hạn. Thế còn mình xét trong cả một cái giai đoạn này thì ở đây chúng ta có một cái vùng buying climax, và đây là một cái automatic reaction, đúng không? Và nó sẽ xác định một cái vùng trading range white cross, đúng không? Thì sau đó là cái chứng khoán Mỹ nó có thể sideways trong cái vùng này. Thì mọi người thấy rằng là nó đã tăng một cái nhịp từ đây đến đây, tăng rất là mạnh rồi, tăng mạnh trong chứng khoán Việt Nam rất là nhiều, thì cái việc mà điều chỉnh để mà tái tích lũy lại là cái việc mà hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bình thường. Thì theo mình là nó cũng không có gì gọi là quá đáng phải lo ngại, vì nó đã phản ánh trước đó rồi, những cái cây giảm trước đó là đây là cái gần như nó cũng có thể coi là giữa cuối nhịp giảm đó. Ok, thì đấy là chứng khoán Mỹ. Thì theo mình là cái việc điều chỉnh này là thông thường và có thể nó rơi vào làm sao gần cuối hoặc là cuối nhịp điều chỉnh diều rồi, vì đây là vùng hỗ trợ, thì đây là vùng hỗ trợ, hoặc là nếu mà rơi sâu lắm thì về đỉnh của 2022 đó. Đấy là chứng khoán Mỹ nhé. Do đó là tí nữa, lát nữa sau khi mà mình phân tích nốt cái tin mà chiến tranh Mỹ ra này này, mình sẽ
quay lại phân tích cái đồ thị của chứng khoán Việt Nam để xem rằng là liệu rằng thị trường của chúng ta nó sẽ biến động như thế nào. Quay lại với cái tin tức số 3 là cái việc mà chiến tranh Iran tấn công, đó, chiến tranh là Iran tấn công căn cứ quân sự của Israel. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem là cái nguyên nhân tại sao mà Iran tấn công Israel, thì, và thực ra là họ định xâm lược hay là họ định làm gì đó, đúng không? Thì thực tế là Iran tấn công Israel nó không phải là họ muốn xâm lược Israel, mà nó là một cái hành động trả đũa, là một cái hành động trả đũa để mà đáp trả cái vụ tấn công đẫm máu gần đây của cái bên mà Tel Aviv vào cơ sở ngoại giao của Iran ở thủ đô Damascus của Syria, tức là một cái cơ sở ngoại giao của Iran ở cái bên đất nước Syria này bị cái lực lượng này tấn công, đúng không? Thì có thể là cái lực lượng này nó thuộc Israel đó. Thì bây giờ họ dùng tên lửa, họ dùng máy bay không người lái, họ tấn công lại căn cứ quân sự nhé, mọi người lưu ý này, tấn công lại các cái căn cứ quân sự nhé của Israel, chứ không phải là tấn công vào dân thường hay là để mà xâm lược gì cả. Được chưa? Tức là đây là một cái hành động đáp trả, một hành động trả đũa, tấn công vào các căn cứ quân sự để thể hiện rằng là ông tấn công vào gọi là sao, sở ngoại giao của tôi tấn công vào căn cứ quân sự của ông để tiêu diệt cái căn cứ quân sự của ông, đúng không? Thì nói chung là theo mình cái này thì nó không phải là một hành động xâm lược, và có thể nó cũng không phải là một cái cuộc chiến tranh lâu dài. Do đó là có thể tạm thời thì nó vẫn ảnh hưởng đến là sao, vì bên này là họ cái vùng này là vùng Trung Đông, đúng không? Ảnh hưởng đến giá dầu, ảnh hưởng đến giá dầu, và có thể ảnh hưởng một chút đến thị trường chứng khoán trong một hai phiên, đúng không? Của thế giới trước những cái lo ngại về địa chính trị, nhưng mà về mặt lâu dài thì theo mình nó sẽ không phải là một cái ảnh hưởng về mặt lâu dài. Rút lại ở đây là với ba cái tin tức như này thì theo mình là trong ngắn hạn thì nó cũng là xấu, đúng không? Nhưng mà thực tế thì nó cũng không phải là một cái gì đó nó quá là chúng ta phải quá là hoảng sợ và quá là phải lo lắng bán hết cổ phiếu đi cả. Thế bây giờ chúng ta quay lại thị trường Việt Nam. Bản chất cái phương pháp phân tích viết đây là một cái phương pháp mà chúng ta không sử dụng tin tức, đúng không? Tuy nhiên là vì mình thấy là anh chị em là quá lo lắng, do đó là mình cùng đưa ra cái góc nhìn cá nhân về những cái tin tức, những cái biến động trên thị trường thế giới để xem là nó liệu là cái ảnh hưởng của nó đến đâu, mang tính chất tham khảo thôi. Còn chúng ta phương pháp là phân tích của chúng ta là vẫn tập trung vào giá và khối lượng. Thì chúng ta quay lại một chút với cả VN Index, đúng không? Hiện tại thực tế là VN Index nó vẫn đang sideways trong cái vùng là 1230 đến 1290 này, sideways trong vòng khoảng độ gần 2 tháng rồi, và trước đó là một cái điều chỉnh rũ bỏ, đúng không? Thì thậm chí cái phiên này cũng mở gap theo làm sao rơi mở gap theo chứng khoán Mỹ, đúng không? Thì mọi người thấy rằng là sau khi mà tạo hai cái đáy nhỏ này, sau khi mà tạo hai đáy nhỏ này thì VN Index là đã có một cái phiên tăng điểm mạnh mẽ, mặc dù là thanh khoản khá là nhỏ, vì thực tế là cái phiên này dòng tiền chủ yếu tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng và một chút ở nhóm chứng khoán thôi, chứ còn các nhóm khác thì cũng tăng nhẹ và thanh khoản nó cũng không không có lớn. Do đó là để mà thị trường có thể tăng mạnh mẽ hơn, để mà vượt được cái đỉnh này thì các phiên sau chúng ta cần phải có khối lượng đủ lớn nó mới có thể vượt cái vùng kháng cự mà 1290 1300 này, đúng không? Thế còn nếu mà các phiên tới mà xuất hiện lên lại cái vùng kháng cự này, mà xuất hiện những cái phiên bán khối lượng lớn vượt trên trung bình, ví dụ như này hoặc là như này hoặc là như này, thì chúng ta có thể cần phải hạ tỷ trọng, đúng không? Còn trước mắt thì mọi người sẽ thấy rằng là với cái dòng tiền mạnh mẽ vào nhóm banh như thế này, thì nếu ngày mai có thể do tin tức thì thị trường sẽ rơi mở gap một vài điểm do cái tin tức, nhưng mà lái họ đã làm sao, họ đã đổ tiền mạnh vào để họ kéo thì không dễ gì mà ngày mai thị trường có thể là sập luôn được nhé. Thì trường hợp đấy là ít xảy ra, mình nói là ít xảy ra chứ không 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 phải là không có thể xảy ra, nhưng mà ít xảy ra, đúng không? Thì dòng tiền đã đổ mạnh vào nhóm banh rồi, đúng không? Ngoài ra cũng có nhóm trứng nữa, nhóm chứng khoán nữa, thì không dễ gì mà nó để cho thị trường sập ngay được, nó cũng cần phải một vài phiên, đúng không? Thế do đó với cái sự vận động khá là tích cực của nhóm banh thì mình vẫn kỳ vọng một cái kịch bản tích cực cho VN Index, đúng không? Tuy nhiên như mình nói, chúng ta luôn luôn phải đặt ra là hai kịch bản, và chúng ta hành động theo cái diễn biến thực tế của thị trường, và chúng ta đừng đừng quá chắc chắn về một cái điều gì đó, đừng quá chắc chắn rằng ngày mai thị trường tăng hay giảm. Thì mình chỉ lưu ý mọi người hãy lưu ý cái phản ứng của VN Index tại vùng này, đúng không? Nếu mà nó lừng chừng một vài phiên tại vùng này và nó xuất hiện những cây bán mạnh xuống đảo chiều thì chúng ta sẽ phải bán ngay sau đó, tức là bán ngay tại cái vùng đỉnh này khi mà xuất hiện cây bán mạnh khối lượng lớn.
nên theo mình là nên hành động vào cuối phiên. Chứ còn nếu mà sau đó mà chúng ta giả sử nó đảo chiều mà chúng ta không bán mà nó rơi về đây rồi thì lúc đó thực sự nó rất là khó hành động, đúng không? Thế còn nếu sau không xuất hiện những cái phiên như thế mà nó tăng vượt cái vùng này thì làm sao chúng ta có thể là mua gia tăng, đúng không? Đó. Thì về cơ bản nhé, về cơ bản hiện tại là VN Index vẫn là sideways trong cái vùng này. Đó. Do đó là chiến lược hiện tại thì chúng ta đầu tư với một cái thị trọng vừa phải và không sử dụng nhiều margin. Thế còn ngày mai nếu thị trường có mà gap rơi thì mọi theo mình là mọi người cũng không cần phải hoảng loạn đâu nhé, không cần phải hoảng loạn đâu. Này, ví dụ này nó có thể chỉnh như này, đó, sau đó nó lên tiếp, đó, lên đến đây thì có thể là sau đó là nó lên tiếp hoặc là điều chỉnh xuống như này. Đó. Được chưa? Do đó là anh chị em cứ bình tĩnh. Yeah. Ngoài ra ở trong tháng 4 này thì mình sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo cho khách hàng nhóm Super VIP khai giảng 22 tháng 4, ở cái khóa đào tạo chuyên về dòng tiền thông minh, cách nhận diện sóng hành và cổ phiếu mạnh này, cách nhận diện các cái điểm đảo chiều hay là những cái mẫu hình cái điểm mua có cái xác suất thắng cao, các cái mô hình cổ phiếu tăng giá mạnh, đúng không? Hay là thậm chí là các cái điểm bán quan trọng và kịp thời, và đặc biệt là cái tư duy giao dịch cần có của một cái nhà giao dịch thành công. Ngoài ra thì khách hàng Super VIP còn được tham gia cái nhóm tele gửi tín hiệu mua bán tự động theo cái phương pháp Whitecap VSA, và cũng được tham gia room Super VIP có cái khuyến nghị và cái hỗ trợ tư vấn của mình hàng ngày. Thì do đó là nếu mà anh chị em nào có nhu cầu tư vấn thì có thể là liên hệ với mình. Mình cũng có một số các cái nhóm cộng đồng, ví dụ cộng đồng trao đổi về phương pháp Whitecap VSA trên Zalo, trên Facebook và cái cộng đồng gọi là Zoom khuyến nghị. Nếu mà anh chị em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ mình, cái số điện thoại là 0986 979 383. Xin chào mọi người.